toàn thể hội. Và bây giờ và các bạn đã chương trình của Hoa Dương Vấn Rẻ thì thay mặt ban nhạc gái thì bác chỉ đoàn nhạc gái sẽ có lên lời phát biểu và xin chân trọng kính mời bác. Kính thưa quý vị và các bạn, rất vinh hạnh là đưa câu hỏi Việt Nam phát biểu. Tôi xin giới thiệu họ là tên Nguyễn Ngọc, chức vụ đoàn trưởng cấp bậc đại học là ông Nguyễn Hải Anh. Quê quán là Phan Hữu Dung, Tà Thanh, Nguyễn Hữu Kỳ, tỉnh Hải Dương. Và đoàn đưa câu hỏi bạn gái của tôi xin rất thành cảm ơn gia đình của họ là ta đã dành con đoàn đưa câu hỏi bạn gái của tôi những tình cảm tốt đẹp những con chiếc đến chân này. Cảm ơn các bộ, các ông, các bà, cô, dì, chú bác và các bạn nam nữ thanh niên phải là ta không có phải là đường xa thời tiết đến đây công trường ngày của hai cháu trong giờ phút thân hoan này. Tôi xin thay mặt cho gia đình và họ người ta cháu Nguyễn Hải Anh là con dâu của gia đình Cẩm Tiêu, là cháu dâu của họ nhà trai, là công dân của Mê Linh thân yêu. Đồng thời là con rể và gia đình của quốc, là cháu đông của họ nhà trai, chúng mình nhà gái của tôi là công dân của họ đến đông và xa là anh lên đến tình thân yêu. Kính thưa hoàng hôn, trong nhiều việc vui hân hoan, họ nhà trai có câu hiền, họ nhà gái mừng tự hào được các cụ, các ông, các bà, cô, thầy, các và các bạn các nam nữ thanh niên hai hai họ đến đông đủ là một vũ cho hai gia đình chúng tôi rất phải là kính trọng. Chính vì niềm vui ấy chúng tôi xin kính chúc quý vị và hai họ mạnh khỏe để vun đắp giáo dục cho hạnh phúc của hai năm mãi mãi đẹp hoa mùa xuân. Chúc tình thân gia giữa hai gia đình ông bà Phiêu ông bà Quốc mãi mãi tốt đẹp. Chúc tình thân, chúc hai cháu trăm năm hạnh phúc và thực hiện tốt kế hoạch hóa gia đình. Là thất nghiệp 1, 2, không nghiệp hơn 3. Đúng là vui tình. Kính thưa toàn thể hội hôm, trong niềm vui thất thọ, xin phó lên công thơ sau. Chào mừng Đinh Dậu Ấn Xuân, qua vườn xuân nhiều nhà chúc mừng hai họ gần xa hết chúc linh đại và kết thân hải anh đẹp nhé cho cần lên tiếng cầm bắt ai lòng như nhau phật vợ phật chồng cả hai công tác cả đồng tình yêu. Chúc hai họ mạnh khỏe, chúc đôi vợ chồng hạnh phúc trăm năm. Và là mấy giờ một bà hôm nay vừa là một cháu vừa là có vui vừa là nữa xin kính chúc quý vị cả hai họ mạnh khỏe, thân mạnh khỏe, xin chân thành cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn các thầy cô thầy gái rất nhiều. Số vấn đề rất là kính cẩn nguyện quý nhận lời phát biểu của thầy gái thì sau đây con muốn xin được giới thiệu các đại diện cho thầy trai sẽ có lên lời phát biểu và đã từ xin chân thành nói hết rồi. Thầy gái nói hết rồi. Các bà, các anh, các chị và tất cả các quý vị có mặt tại hội trường ngày hôm nay, có phép tôi thay mặt toàn thể nhà trai xin gửi đến các quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Đúng là đất nước Việt Nam, đất nước Việt Nam đẹp đẹp, đẹp như hoa và vượt mà như lùa, đất nước của những người con gái con trai, đất nước đã sinh ra chàng trai và cô gái thì họ phải yêu nhau, cũng như là trái cây đã đến độ thì đã báo cáo gia đình hai họ chính quyền địa phương. Và hôm nay chọn được ngày này thì tháng tốt hai họ tổ chức trăm năm hạnh phúc của hai cháu. Qua ý kiến của vị đại diện cho họ nhà gái giao dâu thay mặt cho họ nhà trai, tôi xin tiếp nhận và xin trân trọng
Cảm ơn.